Kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam ngày 20 tháng 5 năm 2017. Mở đầu chương trình là những bản tin chính đáng chú ý sau. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự hội nghị APEC lần thứ 20. Thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng công chứng Thủ Thiêm đi vào hoạt động. Quận 8 ra quân thực hiện lập lại trật tự lòng lề đường. Hội thảo về chất lượng tải giấy với sức khỏe của trẻ em. Sau đây là bản tin chi tiết. Hôm qua, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thành phố Vladivostok của Liên bang Nga để tham dự hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là APEC lần thứ 20. Sau đây là bản tin về pháp luật. Thực hiện chủ trương xã hội hóa các hoạt động tư pháp của Đảng và Nhà nước, Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố cho phép thành lập các văn phòng công chứng tư tồn tại song song cùng các phòng công chứng của nhà nước. Đến nay, qua 4 đợt thực hiện các đề án trên, đã có 30 văn phòng được hoạt động. Sau đây là một số thông tin về an toàn giao thông. Trong năm an toàn giao thông năm 2017, công tác chấn chỉnh đảm bảo trật tự an toàn giao thông được nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng, với nhiều chương trình hành động thực hiện hiệu quả. Quận 8 là địa phương có tình hình giao thông tương đối phức tạp, tập trung nhiều tuyến đường đi vào trung tâm thành phố, cũng là nơi trung chuyển giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây. Do đó, việc chấn chỉnh trật tự lòng lề đường đảm bảo an toàn giao thông là việc làm hết sức quan trọng. Sau đây là bản tin về sức khỏe. Với mục đích của các bà mẹ có con nhỏ lựa chọn những sản phẩm chăm sóc trẻ phù hợp và an toàn, mới đây, một cuộc hội thảo về chủ đề tải giấy trẻ em sự lựa chọn của bà mẹ thông thái đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của đại diện nhiều sở ngành liên quan và đông đảo người dân quan tâm. Thông tin về sức khỏe vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự buổi tối của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bao nhiêu ước mơ trong cuộc đời tôi như mây trôi theo cơn gió lãng du về đâu. Thường khi ta hay quên sau những khó khăn trong đời, mất hết niềm tin, và hôm nay ta đã thắp lên những hy vọng vào ngày mai. Rồng Tiên Sa Media thăng hoa giá trị thương hiệu của bạn.